Anh em bắt được con cá Pami to không các bạn ơi? Con này gần 3 con tay ấy nhỉ? Em nghiêng nghiêng thì nó bóng quá. Em bản ảnh đấy, đúng rồi, đẹp đẹp, thế là đẹp đấy. Đâu cho anh xem thành quả anh em bắt cá này. Đi từ một lúc rồi đấy. Rất nhiều cá Pami các bạn ạ. Nhiều lắm. Trông nữa anh em bắt xong tôi sẽ quay cho các bạn xem nhá. Hai con trẻ gai. Các bạn thân mến, anh em chúng tôi tiếp tục lại gặp một tổ ong các bạn ạ. Tổ ong thì ở trên một cái cây tương đối là cũng cao đấy. Tổ thì bé thôi nhưng mà bầu mật rất là to các bạn ạ. Đó, ở trên đó các bạn ạ. Nhưng mà trên cây này nó cũng tương đối cao. Tôi không biết là anh em có xác định là trèo lên hái không. Anh em đang nói là tổ bé này chắc thôi các bạn ạ. Tổ này bé vì vậy anh em chúng tôi sẽ bỏ qua các bạn nhé. Anh em chúng tôi vẫn hiện tại vẫn đang trong rừng già để đi tìm tổ mật ong đây. Các bạn thân mến, hành trình của buổi sáng của anh em chúng tôi hiện tại thì đã kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến chuyên mục giờ trưa các bạn ạ. Bây giờ đã là gần 1 giờ trưa rồi. Và anh em chúng tôi sau quá trình đi tìm kiếm tổ mật ong rừng và bắt cá suối thì bây giờ đã đến lúc nghỉ trưa. A Vũ, A Nghiệp, A Ngôn thì đang chuẩn bị cơm trưa đấy các bạn ạ. Anh em chúng tôi dừng lại ở cái bãi này. Cái bãi này thì khá là đẹp các bạn ạ. Ở trên này nó có cái thác nước kìa. Đó, còn chỗ này nó có cái bãi để anh em chúng tôi có thể dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi một chút. Và chiều thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp các bạn nhé. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang ở trong rừng già. Ở trong khu vực này thì không có sóng, không mạng gì đâu các bạn. Hiện tại bây giờ đang là ngày lễ. Anh em chúng tôi được nghỉ và sắp xếp đi chơi, trải nghiệm, đi bắt cá suối, đi hái tổ mật ong rừng. Sáng ngày thì có gặp được hai tổ, à 3 tổ thì mới hái được một tổ đấy các bạn ạ. Một tổ to và hai tổ nhỏ. Hai tổ nhỏ thì cái tổ thứ ba tôi có quay, còn cái tổ thứ hai là tôi không quay các bạn ạ, tại vì nó ở trên vách núi đá cao lắm. Thì anh em chúng tôi sáng giờ thì hái được một tổ mật thôi. Đây cái tổ này dự kiến là 6 đến 8 cân đấy các bạn ạ. A Nghiệp thì đang xem lại mật đi các bạn. Xem nó có bị rách hay đâu. Mật thơm thế nhỉ? Nhỉ. Mật thơm thế. Mật ngon đấy. Cái túi bóng này nó bị thủng các bạn ạ. Anh em chúng tôi đang xem lại cách và buộc lại thôi. Anh chị em, cô dì, chú bác xem trên kênh, nếu mà ai mà có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất, mật ong rừng khoái từ thượng nguồn dòng sông Đà thì mọi người có thể liên hệ với tôi nhé. Mọi người có thể liên hệ theo số 0386283288 để có thể đặt hàng ủng hộ anh em chúng tôi trên này nha. Bây giờ thì mật cứ để đấy thôi các bạn ạ. Anh em chúng tôi đang chuẩn bị bữa cơm trưa đây. A Vũ thì đang nhóm lửa các bạn nhá. A Nghiệp và A Ngôn thì đang chuẩn bị mổ cá đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ ra quay số thành quả cá ngày hôm nay anh em chúng tôi bắt được cho mọi người xem nhá. Đây là con gì? Pa chám. Pa chám. Pa chám lắm. Đây là con pa con sải. Pa cắn khanh. À pa cắn khanh nhỉ. Pa cắn khanh. Làm thật lâu rồi. Ui cắp. Kia là dòng thác các bạn nhé. Thác của suối đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Anh em chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi đẹp ở cái con khe này. Nói chung là con khe nó có rất là nhiều cái chỗ có cảnh đẹp. Nhưng mà anh em chúng tôi trong cuộc hành trình thì cứ đi thôi. Tôi cũng không tiện lấy máy quay ra để quay.
cũng chủ yếu là nhìn lên các cây to xem có tổ ong mật hay không, hay là xem anh em quăng chài bắt cá, thả lưới bắt cá. Vì vậy nên cũng không lôi máy ra quay cho các bạn xem được. Con khe có rất nhiều cảnh đẹp. Hai thanh niên của chúng ta đang làm cá để ăn trưa các bạn. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ làm món canh cá. Có ba bình không Vũ? Ok. Anh em chúng tôi sẽ làm món canh cá để ăn nhanh các bạn ạ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ không làm món cá nướng. Đấy, các bạn nhìn anh em chúng tôi đổ ra một chút thôi nhưng mà cũng phải được nửa xoong đấy. Đây anh em chúng tôi bắt được cả ếch nữa các bạn nhá. Ếch đây. Và bây giờ tôi mới phát hiện ra có cả con cá trạch gai nữa này. Hai con cá trạch gai nha. Đây con cá trạch gai các bạn này. Đây con cá trạch gai con thôi. Vừa nãy thì A Ngôn có vặt lá đắng này các bạn này. Lá này thì có thể nấu canh được luôn. Ba anh em chung tay làm món ăn cho buổi trưa đi các bạn. Lửa thì đã lên rồi các bạn nhé. Chỉ đợi đồ cho vào thôi. Anh em chúng tôi thì đang làm vội. Nói chung làm vội xong ăn vội đi các bạn. Để buổi chiều còn kịp tiến độ tổ chức cho buổi chiều. Anh em đang vót tre làm đũa ăn cơm đây các bạn. Đây nồi cá của anh em chúng tôi đây các bạn ạ. Canh anh em chúng tôi nấu xong các bạn này. Xong tí có nấu mì tôm ạ. À Vũ à? Có mì tôm đúng không? Sáng ngày thì anh em chúng tôi đã chuẩn bị cơm mang từ bản đi trước rồi. Ở kia là túi cơm kìa. Nồi canh thì em Ngôn em vừa nấu xong. Tí thì sẽ nấu thêm món mì tôm. Là anh em chúng tôi sẽ tổ chức ăn trưa các bạn ạ. Ăn trưa xong thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm tổ mật ong rừng. Và tiếp tục vẫn đi bắt cá suối các bạn ạ. Và đêm ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ ngủ ở rừng. Dự kiến thì cuộc hành trình này sẽ diễn ra trong vòng khoảng độ tầm 3 ngày 2 đêm các bạn nhé. Còn nói chung là bước tiếp theo như nào nữa thì tôi cũng chưa chắc. Nói chung cứ đến đâu thì anh em chúng tôi sẽ tính đến đó thôi. Biết đâu được là anh em lại thu hoạch được nhiều thành quả quá thì có thể là về sớm. Còn nếu mà ví dụ như mà thành quả mà ít thì có lẽ là cứ ở lại tìm cho đến khi mà hết gạo thì anh em chúng tôi mới đi về. Và đây là bữa ăn cơm trưa của anh em chúng tôi đây các bạn ạ. Buổi trưa ngày hôm nay thì có từng đây món thôi. Cơm trắng này, mì tôm này và cá này. Họ có thêm bonus thêm đó là tráng miệng các bạn nha, xoài. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ ăn uống nhanh thôi. Xong sau đó thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm tổ mật ong và bắt cá suối các bạn nha. Ngồi đi Ngôn ơi. À Vũ ngồi đi. Anh em ăn thôi.
Hà Vũ đang làm lý các bạn ạ. Đi sông đi suối ở trong rừng thì anh em chúng tôi sẽ thường phải làm lý để mong là may mắn luôn luôn sẽ gặp phải các bạn nhé. Ăn cơm thôi anh em ơi. Mời các bạn ăn cơm trưa cùng anh em chúng tôi nhá. Mời anh em nhá, mời các bạn nhá. Cho anh em chiến thôi nhỉ. Chiến thôi. Mời em nhá. Mời anh em nhá, mời cả nhà ăn cơm trưa nhá. Cá đấy các bạn ạ. Tami các bạn nhá. Ngon. Đói ngon thật. Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống ẩm thực của mình mỗi tập nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình. Thank you.